Tại sao không phải là 2 hay là 4 cối? Bởi vì 3 cối chính là dành cho 3 bữa ăn của chúng ta, sáng, trưa, chiều. Điều này sẽ rất là cần thiết với những ai mà đang ăn theo chế độ vì sức khỏe hay là giảm cân. Thường thì những người này sẽ hay lên thực đơn cho mỗi ngày nên có sẵn 3 cối để dễ cho mọi người phân bố xem tương ứng mỗi bữa mình sẽ uống gì. Đóng vai trò như một cái máy xay sinh tố, nhưng mà khi xay xong thì mình chỉ cần tháo ra và lắp nắp vào là mình sẽ có ngay một cái bình để mang sinh tố đi. Và đây chính là chiếc máy xay sinh tố tiện lợi đến từ nhà Bluestone. Không chỉ có một, trong một bộ thì chúng ta còn có 2 và 3 cối tương đương với 3 bình chứa. Đấy, một bộ đầy đủ của nó bao gồm bao nhiêu đây nè? Một thân máy, 3 cối, một lưỡi dao và 3 nắp đậy. Trong đó thì có 2 nắp đậy là có quai để mọi người tiện có thể xách mang đi. Ở điểm này thì còn chứng tỏ cho việc là hãng đã tạo đủ điều kiện để phục vụ cho mục đích gọn gàng và nhanh chóng của chúng ta, khuyến khích những ai lười uống sinh tố hay đặc biệt là với những người bận rộn thì có thể siêng làm sinh tố để uống hơn. Ánh sẽ nói về chi tiết hơn là nó thuận tiện ở đâu. Đầu tiên, tại sao không phải là 2 hay là 4 cối? Bởi vì 3 cối chính là dành cho 3 bữa ăn của chúng ta, sáng, trưa, chiều. Điều này sẽ rất là cần thiết với những ai mà đang ăn theo chế độ vì sức khỏe hay là giảm cân. Thường thì những người này sẽ hay lên thực đơn cho mỗi ngày nên có sẵn 3 cối để dễ cho mọi người phân bố xem tương ứng mỗi bữa mình sẽ uống gì. Từ đó thì sẽ dẫn đến cái tiện thứ hai dành cho những ai bận rộn, bởi vì một lần cắt trái cây là một lần cực mà. Nên kiểu để chuẩn bị cho ngày mai thì tối đó mọi người có thể cắt sẵn trái cây thành từng miếng nhỏ rồi bỏ luôn trực tiếp vào cối, dùng nắp kèm theo đậy kín lại, sau đó thì cứ bỏ vào tủ lạnh, sáng mai hay là bao giờ cần uống thì lấy ra xay thôi. Khi cho trái cây chứa vào cối thì mọi người có thể yên tâm khi chất liệu của nó là nhựa nguyên sinh, đạt chứng nhận LFGB, an toàn cho sức khỏe. Dùng để trữ trái cây hay sau đó xay sinh tố rồi mang đi vẫn rất đảm bảo nha, và dung tích của 3 cối đều là 0,6 lít. Cái tiện lợi tiếp theo là máy không hề có một nút điều khiển nào cả như mọi người thấy ở trên thân máy đó. Và muốn cho máy xay thì mình chỉ cần lắp cối vào thân máy. Sau đó xay cho đúng khớp là máy chạy thôi, duy nhất một tốc độ. Với nguyên liệu đầy và hơi cứng thì bắt buộc là trong quá trình xay mọi người nên cho vào cối một ít chất lỏng, ví dụ như là sữa chẳng hạn, thì máy mới tải được nha. Và tuy nhiên là bước đầu thì máy vẫn sẽ tải nguyên liệu hơi chậm một chút, hoặc là đôi khi thì mọi người cần phải lắc nhẹ hoặc là tác động một chút thì máy mới tải đều được nha. Cần uống lạnh hơn thì mọi người có thể cho vào một ít đá để xay cùng lúc với trái cây. Nhớ là chỉ một ít thôi và cho đá vào đầu tiên, tránh đá tiếp xúc trực tiếp với lưỡi dao, nếu không thì máy sẽ không tải tốt được. Và lý do mọi người có thể hiểu là lưỡi dao không có răng cưa, nó ghi điểm ở đây là có 4 cánh bằng thép không rỉ thôi. Phần thân máy được trang bị 4 chân đế cao su hít chống trượt nên trong lúc xay thì vô cùng ổn định. Lúc xay thì máy sẽ có ồn một chút, mọi người tham khảo kết quả ở đây nhé. Ngon quá. Nếu mà chuẩn bị trước nguyên liệu để có một ly sinh tố như thế này thì mọi người mất chưa tới 2 phút nữa. Và sau khi xay xong thì mình chỉ cần đổi lưỡi dao và lắp nắp vào là sẽ có một ly sinh tố mang đi ngay. Chiếc nắp này có trang bị một cái miệng nhỏ để mọi người uống luôn, không cần phải mở hết nắp. Và nó được đậy kín bằng một nút cao su vô cùng chắc chắn. Nếu mà đậy kín hoàn toàn á, là bất chấp lắc cũng không bị chảy nước nha. Như nãy giờ anh có chia sẻ thì đây sẽ là một thứ rất là cần cho những ai mà đang tập gym nè, ăn uống theo chế độ hay đơn giản là một nhân viên văn phòng thích uống sinh tố thôi. Và với chiếc máy này thì mọi người có thể tranh thủ được thời gian nhờ vào chi tiết cối xay, cũng chính là bình chứa và cũng chính là món đồ để mình chứa trái cây ở trong tủ lạnh luôn. Vậy nên nếu mà sở hữu chiếc máy xay sinh tố này thì mọi người cứ làm như anh chia sẻ là sẽ uống sinh tố một cách rất là gọn gàng và nhanh chóng. Chi tiết về giá thì mình sẽ cập nhật ở trong phần mô tả. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Nếu thấy hay thì hãy cho điện máy xanh một like và subscribe nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye!